Hello. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái dòng bơm tăng áp điện tử ha của Awashi. Tất cả các phiên bản mới nhất hiện nay 2020. Phiên bản mới tính từ tháng 5 năm 2020 nha. Lúc đó bên mình nhập về là ra phiên bản mới rồi. Phân biệt cái phiên bản mới và cũ á, thì mình sẽ để nói cho đơn giản là một dòng là 2020 và một dòng là 2019. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua từng chi tiết từng máy rồi mình sẽ review lại từng cái con máy một cho mọi người xem ha. Thì đầu tiên đây là con bơm Awashi 2520AB. Công suất của nó là 200W. 200W nhưng mà xài cho một thiết bị thôi ha. Nguyên lý do thì xíu là mình sẽ nói sau. Con này thì này là phiên bản 2019 này. Này là Awashi ASM ha, 150W phiên bản 2020. Này là 25AB 2019, này là 20 ha. Còn đây là cái relay điện tử. Còn tất cả những cái dòng trong này thì là đây 200W này, công suất thực là 200W ha. 300W, 400W, 500W và 900W. Thì những cái phiên bản mà của 2018 á, thì thông thường máy nó sẽ để như là 280W này, 380W này, 480W, 680W và 800W. Nhưng đó chỉ là những cái công suất gọi là không có được chính xác cho lắm, cho nên bây giờ 2020 á, bên nhà sản xuất Awashi sẽ đưa ra là phiên bản thực tế hơn ha. Tức là 20 bao nhiêu con máy bao nhiêu thì công suất bao nhiêu sẽ ghi bấy nhiêu thôi. Ví dụ như con này thì 900W này. 900W thì sẽ ghi luôn là 900W, máy là như vậy. Đó. Bây giờ mình sẽ nói từng cặp đôi một ha. Đầu tiên là cái cặp phiên bản này. Thì cái phiên bản này là 2019, này là 2020. Cái này được nâng cấp lên từ bên này. Thuộc gọi là nâng cấp chứ thực ra nó rất là nhiều, có thay đổi rất là nhiều ha. Từ công suất thực tế này, áp lực nước này, điều chỉnh bo mạch này, có bình tiết áp này. Cái này, cái con này thì bên kho mình phiên bản 2019 này có giá là 1.3 triệu. Bên kho mình chỉ còn có khoảng chừng được 10 con thôi. Còn dòng này mới về thì tới 200 mấy chục con lận. Ở đây nó khác nhau ở chỗ là thứ nhất là cái đường hút và đường xả. Thì bên này cái dòng này sẽ là đường hút, sẽ là bên này đường hút, bên này sẽ là đường hút. Còn phiên bản 2019 này thì đường hút của nó là chỉ có là 27 thôi, 27 nha mọi người, và đường ra cũng 27. Van một chiều nó sẽ để bên này chứ nó không có để bên này, bên này là chỉ có đầu hút vào thôi. Tiếp theo nữa là ở trên bộ bo mạch, ở trên này thì nó sẽ có hai cái chút nút chức năng thôi, đó là tăng giảm áp lực nước, đèn báo máy chạy, báo nguồn, báo máy chạy và báo mạch nước. Công suất của nó 200W nhưng thực tế thì nó sẽ không có tới đâu. Tại vì con này chỉ xài cho một thiết bị thôi. Một thiết bị tức là đổi nhau xài, mọi người hiểu không? Thì áp lực nó rất là ok, nhưng mà khi mà mở ra hai thiết bị thì nó hơi yếu. Còn về cái van một chiều và relay thì hầu như là bên nhà sản xuất Awashi này không có thay đổi gì hết á. Đều sử dụng relay điện tử này. Sử dụng relay điện tử và kiện qua cái bộ bo mặt. Bộ bo mặt của nó ở trong nó sẽ có cái phiên bản này thì mình hình như mình có giới thiệu rồi. Ở trong nó sẽ khác nhau hoàn toàn so với hai bên ha. Một bên có bình tiết áp và bên không có nữa. Hiện tại thì những cái phiên bản 2019 nó hầu như là đã hết rồi ha. Hàng về là ra là phiên bản 2020 rồi. Đây là bộ bo mạch ở trong của nó. Thì ở trong của nó thì nó như vậy đó. Tất cả những cái dòng Awashi đều là chống nước hết đó mọi người. Mưa nắng thì bình thường không vấn đề gì cả. Riêng con này áp nó sẽ hơi yếu tại vì không có bình tiết áp. Và đầu vô của nó sẽ bên này và đầu ra bên này. Ra vào phi 27, ống 27, relay điện tử cực êm, xài không có tiếng ồn ha, siêu êm luôn. Nếu mà nói về dòng này thì nó chạy êm rất là gì đây mọi người, hầu như là chỉ có nghe tiếng quạt thôi. Còn đây là cái cảm biến nước. Cảm biến nước không phải là cảm biến dòng chảy đâu nha. Tất cả những cái dòng bên Awashi sẽ không sử dụng cảm biến dòng chảy. Cảm biến dòng chảy là nước chảy qua thì nó mới tác động tới máy. Còn bên này là nó sẽ cảm biến nước, tức là mất nước nó sẽ ngắt. Mất nước nó sẽ ngắt ha. Và nó sẽ có thể hút được. Khi mở nước ra máy sẽ chạy và quá nước đầu nguồn nước này máy nó sẽ tắt. Đó là những cái thế hệ mới của Awashi. Nhưng mà phiên bản này, phiên bản 2019 này.
Bây giờ mình sẽ về một giai đoạn mới là 2020 đây. Công suất thực của máy này là 150W. Đây, 150W cho mọi người. Thì 150W của nó là ASM150A ha. Con này nó trên lệch giá nhau rất là nhiều. Đây là 1.3 triệu và đây là 1.530.000. Độ hút của nó là vào 34 ra 34. Tất cả những cái dòng bên AWACI sẽ từ được, cái máy nó sẽ rất là thông minh, nó sẽ tự động mất nước. Nếu mà mất nước thì máy sẽ tự động ngắt sau 1 phút, không cho máy chạy tiếp nữa. Gọi là tăng áp thì tức là nó sẽ đẩy áp lực nước từ trên bồn nước đi xuống, hoặc là mọi người có thể gắn vào cái đường nước sạch đó. Nó sẽ đẩy mạnh ra cho các thiết bị ha. Ở phiên bản 2020 này thì nó sẽ đầy đủ hơn, như là nút reset này, tăng giảm áp lực này, và nút hàng giờ này để hàng giờ chạy của máy ha. Ví dụ mọi người cho nó chạy 1 giờ thì đây nó 1 giờ nó chạy xong, 1 giờ nó sẽ ngắt, 2 giờ, 6 giờ, 12 giờ. Ok. Đây sẽ là đèn báo chạy này, đèn báo có nước này, và đèn cuối này là đèn mất nước. Khi mà mất nước thì tất cả những cái đèn bên này nó sẽ tắt. Đây mình gắn vào để cho mọi người thấy cái đèn. Đèn này nó sẽ nháy, là lúc đó là sẽ không có nước cấp. Mình sẽ có một cái video nó thực tế cho mọi người xem ha. Rồi mình sẽ không nói con 2019 nữa, tại vì con 2019 nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Giờ mình sẽ qua 2020 này, thì ở đây là công suất thực là 150W. 150W màu vàng, có bình tiết áp ha. Có bình tiết áp, và đây là khi mà chạy thì khi mà máy chạy thì cái nước, có nước đi qua đây á thì cái đèn này nó sẽ nháy. Không có nước là cái đèn này không nháy mọi người. Hoặc là cái trường hợp mà ở dưới nó khóa nước rồi mà máy nó vẫn chạy thì nước nó sẽ không đi. Nước không đi thì cái đèn này cũng không nháy mà máy vẫn chạy, thì mình lúc đó mình sẽ biết là cái máy đang bị một cái lỗi, một cái vấn đề gì đó. Mình sẽ reset nó lại là nó sẽ hết. Và điều đặc biệt nữa là 2020 này bên mình sẽ bảo hành bằng thông số điện tử ha, in ở trên máy có sẵn luôn. Mình có thể, mọi người có thể kiểm tra qua online cũng được ha, không có vấn đề gì cả. Điện áp lực điện của nó chạy từ 180V tới 230V. Và nó sẽ đạt 1 giờ nó sẽ được là 1,8 khối trên 1 giờ. Vòng tua là 2860 vòng trên 1 phút. Phút sâu được 8 m và đẩy cao được 25 m ha. Ok, đây là như vậy thôi. Đây là phiên bản 20 thì nó rất là đơn giản. Bộ sau của nó nhìn nó màu vàng ha. Đây là vòng quay của quạt này. Cái chỗ này là chỗ xả, chỗ xả gió ha. Hoặc là trên này xả như này, viết cầu cành đồ gì dơ thì mọi người có thể xả dưới này được. Còn phiên bản này nó chỉ có ở bên này thôi, nó chỉ có ở đây xả ở bên này thôi. Bên này thì có thể xả ở đây, xả cho cành bạ gì trong này, xả gió cho nước nó ra đây được, hoặc là trên này. Và đặc biệt là cái đường hút vô của nó là phi 34 và có luôn cả cái van một chiều ở đây. Van một chiều này thì nó rất là nhẹ nha mọi người. Khi mà nước bình thường nó vẫn có thể chạy qua, nhưng khi nước đẩy lại áp lực nó rất là nó chế tạo, nó cấu tạo một cái hay nữa là áp nó luôn luôn tạo cái áp lực lớn cho máy, cho nên cái bầu áp này nó sẽ được tạo thành một cái hình cung ở đây ha. Nó sẽ tạo một cái vòng áp ở trong nén ở trong này, cái lực nó rất là mạnh, rất là tốt và chạy cực êm. Dòng này thì chạy gọi là siêu êm luôn nha mọi người. Phiên bản này mình test thử rồi, chạy có chung là không nghe tiếng ồn luôn. Mọi người yên tâm xài và có thể để ngoài trời được, chịu được nước nóng 100 độ C ha. Đó là hai con này. Hai con này thì một cặp đôi giữa 2019 và 2020, nó khác nhau vậy. Thứ nhất là giá và thứ hai là cái phiên bản khác nhau ha. Bên này thì có thể xài cho hai thiết bị, ba thiết bị một lúc. Bên này thì chỉ có một thiết bị thôi. Tiếp theo nữa là hai con bơm tăng áp này. Đây. Hai con bơm tăng áp này sẽ là một cặp đôi. 2019 2020 nó sẽ khác nhau ha. Cặp này nó sẽ nâng cấp lên, cái này nâng cấp lên thành con này và con này sẽ nâng cấp lên thành con này. Đó, nó sẽ như vậy, nó sẽ áp nó sẽ mạnh và nén sẽ ok hơn. Thì nó cũng không khác gì so với cặp kia, nó chỉ khác là công suất thôi. Công suất của con này là 400W, người ta gọi là 25AB ha. Còn con này là 200W. Nhưng thực ra cái 200W này nó là công suất thực, mọi người biết công suất thực không? Tức là máy này công suất bao nhiêu thì người ta sẽ in ấn, nhà sản xuất sẽ đưa công suất thật ở trên này luôn. Chứ không như bên này. Bên này 400W thì nó xài được hai thiết bị thôi, nhưng con này 200W nó xài tới 4 thiết bị. Và chạy siêu êm. Nếu mà vào nó kèm theo một cái bình tiết áp đầu ra vào 34, thiết bị và thiết kế hai con này cũng như hai con kia
nó không có khác gì cả, công suất lớn hơn nó mạnh hơn thôi. Đó là cái thứ nhất. Đây là mình sẽ cho mọi người hỏi xem ha. Bên này thì cũng bên này cái đầu này này, nó cũng là đầu vô 34 này, vô 34, nhưng mà đầu này là đầu ra nha. Đầu vô của máy này là bên này đây, nó sẽ không ván một chiều mà nước sẽ đẩy qua đây thôi, và điều còn bên này thì có sẵn ở đây. Ở đây thì những cái dòng điện tử này thì nó chạy gọi là siêu êm rồi, êm cực êm luôn ha, nó không sẽ không có tiếng ồn gì hết á. Cùng từ đồng tắt sau khi quá vòi nước, và từ đồng ngắt khi mà mất nước nguồn sau 1 phút nước cấp, tức là nước cấp cho máy á, ha. Sau 72 giờ nếu mà mọi người không sử dụng, máy sẽ từ đề ba trong vòng 8 giây để máy từ chạy, để tránh cái trường hợp là kẹt bật đàn, hoặc là để lâu không sử dụng á, tránh kẹt bật đàn hoặc cái gì kẹt cánh trong đó. 72 tiếng nha. Nó cũng là một cái đèn hiệu vào đây. Khi mà máy chạy thì đèn này nó sẽ nháy. Reset tăng giảm áp ha. Mày cũng 2 giờ như vậy thôi. Và relay này, relay điện tử ha. Siêu êm luôn. Chạy công suất siêu êm luôn nha mọi người. Đây là bình tích áp nhỏ gọn, tại vì nó sẽ có bình tích áp cho nên sẽ hơn cái bộ này rất là nhiều. Nó cũng bên này cũng thiết kế là như bên máy kia thôi. So với nếu mà mình so, bây giờ mình so sánh giữa hai con phiên bản 2020. Là con này. Đó, đây là một cặp của 2019 ha. Đây, cái này thì mình có giới thiệu qua rồi, mọi người cứ yên tâm. Hàng 2019 thì bên kho mình sẽ còn một vài chục con thôi ha. Còn 2020 thì nó về rất là nhiều. Đây là hai con này, thực ra nhìn qua thì nó không khác nhau cái gì đó. Thứ nhất là chạy của em bơm tăng áp, áp lực nước đẩy ra khỏe. Công suất thì một bên là một khác nhau công suất, một bên 150 và bên 200W. Vẫn từ tắt nguồn khi tắt máy khi mà không có nước cấp. Điều thiết kế hầu như là như nhau cả. Bảo hành điện tử. Bảo hành điện tử tức là mình sẽ thông số của máy ở đây ha, có nhà sản xuất đưa ra ha. Bên mình tất cả đều bảo hành và có hỗ trợ cho 11 từ 1 trong 1 năm ha. Có giá rất là tốt cho thợ nếu mà tới kho lấy. Kho của mình ở quận 12, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An ha. Đó là như vậy thôi. Mình chỉ nói sơ qua như vậy chứ thực ra mình sẽ có một cái video test thử những cái kho này ha, để mọi người tìm hiểu nó như thế nào. Còn là tiếp theo đây là một cái bộ relay này thì mình có cái video giới thiệu sơ qua rồi ha. Relay này thì đây của Awashi luôn nha. Đèn báo chạy này, đèn báo có nước này, đèn báo mất nước này, nút reset này, còn tăng áp và giảm áp này, nút hẹn giờ ha. Nó hầu như là nó cũng có cái bình tích áp luôn, và ở sau cái bình tích áp này nó sẽ có một cái để mà bơm áp luôn nha mọi người. Đó, ở đây sẽ là bơm áp vào, nếu mà trong bình tích áp này hết áp, bù áp mình sẽ bù vào ha. Cùng xài bằng cái rơ le điện tử, tắt mở rất là êm. Dây điện thì có hai lối vào này, ở trên thì là cấp điện vào, ở dưới là cấp điện ra để đấu vô máy bơm. Có thể biến những cái con bơm thông thường từ 1,5 trở xuống để thành một con bơm tăng áp điện tử thôi. Ngắt siêu êm, mọi người chỉ gắn cái này vào thôi, gắn và luôn gắn đứng như vậy nha. Gắn là gắn đứng như vậy thôi, không cần van một chiều gì hết, tại vì ở trong này nó đã tích hợp với van một chiều cho mọi người rồi. Cái này bên mình đang bán với giá là dưới 700 ngàn đi. Tại vì trên thị trường giá nó rất là cao, nó tới 1,5 triệu. Với 700 ngàn đó là phải bắt buộc là có số lượng và lấy tại kho nha. Nha mọi người. Ok, là như vậy. Bây giờ mình sẽ tới con bơm, dòng bơm vuông. Dòng bơm vuông 2020. Thì tại sao mình lại gọi 2020? Tại vì 2020 á, nó sẽ thay đổi rất là nhiều về công suất thực tế. Nó chỉ thay đổi về công suất thực tế thôi, còn lại mọi thiết kế đều như nhau và công suất cũng như nhau đó. Tất cả đều công suất đều như nhau ha. Bây giờ thì thay vì cái phiên bản 2019 á, thì con máy Awashi này nè, nó sẽ để thành là 20W thì nó sẽ để thành là 280W.
Nhưng bây giờ máy 2020 nó sẽ để thực tế luôn là 200W luôn, là công suất thực tế nha. Còn nó sẽ công suất thực tế là 200W. Và so với con 2019 thì 280W thì hai con này nó bằng nhau. Đó, hai con đó sẽ bằng nhau. Cùng là một cái Ultra, đây là 300W. Đây là 400W. Đây là 500W và con này là 900W. Tất cả thiết kế đều như nhau cả. Bây giờ mình sẽ lấy một con thôi ha. Mình sẽ ra nói sơ qua cho mọi người hiểu thôi. Những cái con này thì bên mình tất cả những dòng áo quaxi này bên mình để bảo hành cho mọi người một đổi một trong vòng một năm nha, bao xài nha mọi người. Có những người nói là cái dòng điện tử không nên xài, nhưng thực chất đó là cũng một sai lầm. Chỉ đây, bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người phân biệt. Cái dòng bơm áo quaxi chính hãng thì trên tem luôn luôn có chữ áo quaxi này. Tem này chữ này là chữ in chìm nha. Và đây cũng lại in chìm, không tẩy xóa gì được hết. Bo mà là chống nước hoàn toàn 100%, để ngoài trời mưa nắng hết ok. Có tự tắt nước, tự tắt máy sau khi sau 5 phút nếu mà không có nước cấp vào. Tại sao cái dòng này là 5 phút mà cái dòng này chỉ có 1 phút? Tại vì cái dòng máy này máy lớn, nó chạy sau 5 phút nó sẽ ngắt nước. Không sao đâu, tại vì 5 phút so với con máy mà 1 phút của bên mình thiết kế, cái nhà sản xuất của Awashi đưa ra thì nó là bình thường, quá bình thường luôn, không có trục trặc gì cả. Đèn báo tín hiệu thì tất cả đều như nhau. Đèn báo chạy, báo có nước, báo mất nước, reset, tăng áp, giảm áp, giờ ha. Đó, con này thì mình nâng cầm là 400W nha, hay có chữ 400W nha, 400W này. Tất cả những cái dòng này thì đều là vào 34 và ra 34. Đây, đầu vào có ha, đầu inox có vào 34 và hút ra cũng 34 luôn. Đây là bên này sẽ là đầu vào luôn luôn có vào một chiều. Và đầu ra thì là một thì trên này, hai thì bên này. Nếu mà bên này thì mọi người muốn cho vào bên này chạy ra bên này luôn thì mọi người lấy cái cục đen này bỏ lên trên này ha, thay qua bên này. Đây. Ngoài ra bên mình còn có những cái dòng bơm tăng áp ha, như vậy. Đây, những cái dòng bơm này ví dụ con này là 200W này, 130W này, Nanaco này, bơm của Liên Doanh này, bơm hàng Liên Doanh này, bơm này bơm của Nhật Bản này. Và đây là phiên bản này, phiên bản 2019 này. Bên này là 2019 ha, bơm rửa xe. Và những cái dòng bơm tăng áp rất là nhiều. Đây là những cái bộ rơ le ha. Rơ le này là rơ le cơ. Đây là máy bơm tăng áp cho máy giặt này. Đây là rơ le nhỏ nhỏ để mình chế cái máy bơm ha, và đầu hút. Đây, còn đây là những cái bộ bo trong cái máy điện tử mình sẽ có để thay thế cho mọi người ha, rất là nhiều. Đó, đây là máy này, những phiên bản bên này mình sẽ là 2019 nha mọi người. Bơm tăng áp thì rất là nhiều mọi người có thể tới để mà lựa chọn, tại vì mình nãy giờ mình chỉ có review là bên này ha, bên này thôi. Đó, mình sẽ review những con bên này, còn cả kho hàng thì mình nhập về đây rất là nhiều của Awashi thôi, tất cả các dòng máy luôn ha, đầy đủ hết luôn mọi người. Đây thì là mình chỉ là bỏ ra để trưng bày cho mọi người khách tới thôi. Những cái con 2019 thì ở dưới này có bơm hút nước sạch, máy bơm hút sạch ở đây, hút nước sạch đây, dòng 200W. Con này 200W thì chuyên để hút nước sạch. Mình sẽ review con này, có review con này rồi ha. Ví dụ con này và kết hợp vào cái bộ rơ le điện tử đó thì sẽ nó thực thành một cái bơm tăng áp điện tử, ví dụ như vậy nha. Mình quay mình đi mọi người, hơi chóng mặt đúng không? Đây, cái bộ rơ le này mình gắn nó vào đây. Đó, gắn vào như vậy thôi thì cái máy này thành một cái máy tăng áp điện tử rất là thông minh luôn. Tăng áp, điều áp, giảm áp được và từ ngắt khi mất nước ha. Đó. Ok, còn đây là bể cá.